Cận cảnh nhan sắc cô gái kế vị Hương Giang đi thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019. Ngay từ vòng casting, Đỗ Nhật Hà đã lọt mắt xanh của Hoa hậu Hương Giang khi cô nàng được đương kim Hoa hậu tặng ngôi sao may mắn để đi tiếp vào vòng trong. Vậy là chung kết The Tiffany Việt Nam chinh phục Hoàng Mỹ mùa đầu tiên đã chính thức khép lại với sự đăng quang của Đỗ Nhật Hà. Cô thí sinh thuộc Team Hồng, đồng nghĩa với đó, Đỗ Nhật Hà cũng sẽ là người kế nhiệm Hoa hậu Hương Giang đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019. Ngay từ ngày đầu với vòng casting, Đỗ Nhật Hà đã khiến các giám khảo không thể rời mắt bởi vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng của mình. Thậm chí Hoa hậu Hương Giang còn phải thốt lên rằng, nếu em không nói thì chẳng ai biết em là người chuyển giới cả. Và bằng tài năng sự tự tin của mình, Đỗ Nhật Hà đã được Hoa hậu Hương Giang tặng ngôi sao may mắn ngay từ hôm đó. Hà từng tâm sự rằng, năm 18 tuổi cô công khai giới tính thật với gia đình. Nhưng mẹ em bảo đó là bệnh, nếu con như vậy mẹ sẽ đưa đi khám bác sĩ. Ba em thì nghĩ con mình yếu đuối thì cho chơi thể thao là giải quyết được, thời điểm đó em không có một ai bên cạnh để làm chỗ dựa hết. Gia đình không hiểu, bản thân lại cảm thấy vô định trong tương lai, tất cả khiến em cảm thấy cực kỳ tổn thương. Những ngày tháng đó em thường ra ngoài đi học lúc sáng sớm, đến khuya mới về nhà, không dám đối diện với chính người thân của mình. Quả thật với nhan sắc này, nếu Hà không nói thì không ai tin Hà là người chuyển giới. Đến năm 20 tuổi, khi bạn bè và họ hàng khuyên bảo, mẹ của Hà mới có cái nhìn thoáng hơn về người chuyển giới. Khi đó bà biết rằng con trai mình không phải bị bệnh. Bà từng hỏi, con có muốn chuyển giới không? Nhưng Hà sợ mẹ lại tiếp tục ngăn cản như năm nào nên không dám nói gì. Thế là mẹ Hà lại tiếp tục, nếu con muốn làm con gái mẹ sẽ đưa sang Thái phẫu thuật. Để đủ tiền cho con sang Thái phẫu thuật, mẹ Hà còn phải bán chiếc nhẫn mình luôn mang theo bên người. Mẹ ủng hộ là vậy, nhưng bố Hà thì không. Thậm chí suốt 4 năm nay, ông đã không nói chuyện với con mình một câu nào, chỉ bởi ông vẫn chưa thể chấp nhận cậu con trai của mình là con gái. Trải qua từng vòng thi, không chỉ mang phong cách trẻ trung hay tài năng, mà câu chuyện truyền cảm hứng quyết theo đuổi ước mơ, sống tích cực từng ngày của cô nàng là điều khiến người xem ấn tượng. Chiến thắng của Đỗ Nhật Hà được đánh giá là thuyết phục. Cô được kỳ vọng sẽ nối gót Hoa hậu Hương Giang, làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc chuyển giới quốc tế sắp tới.